Chào bạn, mình là Ngọc Thúy. Hiện tại mình đang quản lý sản phẩm trong trang siêu thị trực tuyến colashop24h.com. Như chúng ta đã biết, chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn đảm bảo cung cấp dinh dưỡng đủ về số lượng và chất lượng, có thể cân bằng đường huyết, đảm bảo tình trạng cân bằng, an toàn khi bị tiểu đường. Những người bị tiểu đường nên ăn gì là điều mà bất cứ người bị tiểu đường nào ai cũng quan tâm đến để chúng ta bảo vệ và duy trì sức khỏe của mình. Vậy có rất nhiều loại thực phẩm, nhưng loại nào tốt, loại nào sẽ làm cho tiểu đường của mình tồi tệ hơn? Thì trong video ngày hôm nay, Ngọc Thúy sẽ chia sẻ cho các bạn khi bị tiểu đường chúng ta nên ăn gì và kiêng gì. Thứ nhất là bị tiểu đường thì chúng ta sẽ ăn gì? Người bị tiểu đường cần biết mình nên bổ sung những cái thực phẩm như thế nào để cho phù hợp. Theo đó, những thực phẩm người bị tiểu đường nên ăn bao gồm là ở nhóm thịt cá thì chúng ta nên ăn cá và ăn thịt màu trắng. Chúng ta sẽ hạn chế những thịt màu đỏ, ví dụ như có ở trong bò, thịt trâu, thịt chó. Vì những thịt màu đỏ là có nhiều cholesterol, thay vào đấy chúng ta sẽ là bỏ bớt da, bớt mỡ. Ngoài ra chúng ta sẽ chế biến đơn giản như hấp và luộc để chúng ta loại bỏ được bớt mỡ. Nhóm đường bột thì chúng ta sẽ ăn những ngũ cốc nguyên hạt. Gạo thì chúng ta sẽ nên ăn gạo lứt, sẽ giảm được chỉ số đường huyết và chúng ta được chế biến bằng cách hấp và luộc. Các loại rau củ như khoai, sắn cũng cung cấp cho mình khá là nhiều tinh bột. Vậy nên người bị tiểu đường chúng ta, khi mà chúng ta ăn những loại củ thì chúng ta cần phải là giảm bớt cơm. Ở nhóm chất béo, đường, các thực phẩm mà có chất béo không bão hòa được ưu tiên trong chế độ ăn của người bị tiểu đường. Và như dầu đậu nành, dầu cá hoặc là dầu ô liu. Ở nhóm rau thì khi bị tiểu đường các bạn nên ăn rau nhiều hơn là ăn những thịt màu đỏ. Ngoài ra chúng ta chế biến một cách đơn giản. Như rau chúng ta có thể ăn sống, hấp hoặc luộc hoặc là trộn để và chúng ta không nên sử dụng những cái loại sốt có nhiều chất béo. Hoa quả thì khi bị tiểu đường chúng ta cần ăn trái cây tươi hoặc ép thành nước để uống, nhưng không được chế biến bằng cách cho thêm kem hoặc nước sốt. Đặc biệt những người bị tiểu đường nên lựa chọn những loại hoa quả có lượng đường huyết thấp. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ giữa các thành phần sinh năng lượng trong bữa ăn hàng ngày của người bị tiểu đường được xác định cụ thể như sau, sẽ rất tốt trong việc ổn định chỉ số đường huyết của mình. Bên cạnh đó, chỉ cần biết và nắm rõ các nguyên tắc để phòng tránh đường huyết, ngăn chặn và làm chậm các biến chứng của bệnh tiểu đường. Chúng ta chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày, tránh tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Do đó chúng ta phải ăn uống điều độ, đúng giờ và không nên để tình trạng quá đói hoặc là quá no. Không nên thay đổi quá nhanh và quá nhiều cơ cấu và khối lượng các bữa ăn trong hàng ngày. Thêm vào đó, các bạn nên uống đủ nước. Uống nước chúng ta cần phải uống theo tỷ lệ và không để khát rồi chúng ta mới uống. Và chúng ta cần kết hợp với vận động, dành thời gian luyện tập thể dục để đảm bảo sức khỏe tốt hơn và giúp chúng ta lưu thông khí huyết, nhất là dành cho những người tiểu đường. Người bị tiểu đường nên kiêng gì? Để đường huyết của mình về mức ổn định, chúng ta cần phải hạn chế những loại thực phẩm sau. Thứ nhất là chúng ta hạn chế những nhóm tinh bột có trong cơm, bún miến, cháo phở và mì tôm, các loại củ nướng. Ngoài đấy, chúng ta cần hạn chế các thực phẩm đóng gói hoặc là chế biến sẵn, những thịt màu đỏ, lòng đỏ trứng hoặc là mỡ động vật, da bì động vật. Nhiều cholesterol sẽ gây nguy cơ tăng bệnh tim mạch, không tốt cho sức khỏe nói chung và những người bị tiểu đường nói riêng. Khi bị tiểu đường, chúng ta không nên ăn đồ ngọt đóng gói, kem tươi hoặc là các loại mứt, các đồ uống có ga. Hạn chế tối đa các hoa quả sấy khô, mứt hoa quả bởi các loại này có chứa một lượng đường rất cao, không hề tốt cho sức khỏe của người bị tiểu đường. Thêm vào đấy, chúng ta nên sử dụng thêm các dòng sản phẩm chức năng như tinh dầu thông đỏ cao cấp, Redvine để hạ đường huyết của mình về mức ổn định nhanh hơn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi hoặc là muốn tìm hiểu cụ thể hơn thì các bạn hãy truy cập vào colashop24h.com hoặc qua hotline của chúng tôi, đấy là 0904 363 985, để được tư vấn một cách sâu hơn với những thông tin về chế độ ăn cho người bị tiểu đường ở trên. Hy vọng Ngọc Thúy sẽ giúp ích cho các bạn trong việc ăn uống để đảm bảo được sức khỏe tốt cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.